Hiệp đồng trong quản lý bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp bám sát phương châm này. Trong năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 3 tỉnh Long An, Đồng Tháp và An Giang đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, thường xuyên trong công tác bảo vệ biên giới địa bàn tiếp giáp. Theo đó, ba đơn vị đã chủ động nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình từ sớm từ xa, kịp thời trao đổi thông tin tình hình có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh trên địa bàn khu vực. Trong năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh đã phối hợp trao đổi trên 100 bản tin thông báo tình hình, chỉ đạo các đồn biên phòng tiếp giáp tổ chức tuần tra được 36 lượt với trên 360 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phối hợp tuyên truyền các văn bản pháp luật được 32 lần. Để tăng cường công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh, trật tự đoạn biên giới tiếp giáp, trong thời gian tới, ba đơn vị đã thống nhất tập trung chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ và các đồn biên phòng tiếp giáp tiếp tục duy trì công tác trao đổi tin tức, tình hình liên quan đến địa bàn nội, ngoại biên, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định về biên giới.